phục vụ rất là say mê. Anh đẹp trai vừa chào chúng ta đó. Chào khán giả đi. Tối nay lên sóng anh em. Xe rất là đông, rất là đẹp. Đây, những thiếu nữ mặc áo đỏ. Mặc áo đỏ. Đây là phe mặc áo đỏ bên Thái Lan đó. Khăn cái 18 tuổi. Đẹp nhất đó. Thái Lan. Đây rất là hài hước đó.